Phạm Quỳnh Anh bật mí về hôn nhân, ngoại tình do chăn gối không hợp, sống chẳng khác gì địa ngục. Trải lòng về cuộc sống vợ chồng, Phạm Quỳnh Anh cho biết chuyện chăn gối không hòa hợp kéo theo rất nhiều hệ lụy. Chương trình Quý ông đại chiến tập phát sóng vừa qua được bật mí cách đây ít giờ đã thu hút được sự chú ý đặc biệt của mọi người khi bàn tán về đề tài ngoại tình của đàn ông. Ngoài những nhân vật quen thuộc như Hương Giang, Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương, Lan Ngọc, chương trình tuần này còn có sự xuất hiện của khách mời đặc biệt là Phạm Quỳnh Anh. Và câu hỏi dành cho năm chàng trai tham gia tuần này là: vì sao đàn ông có xu hướng ngoại tình? Chàng trai thứ nhất đưa ra câu trả lời là gái xinh. Anh nói, người ta thường có câu là trai tìm củ lạ, gái tìm hương quen, tức là nhìn thấy gái xinh. Nghe xong câu trả lời về nguyên nhân ngoại tình này, Phạm Quỳnh Anh thở dài nói, hai chán nản. Câu trả lời gái xinh khiến Phạm Quỳnh Anh chán nản, gương mặt thất vọng của nữ ca sĩ trước nguyên nhân ngoại tình của đàn ông. Một chàng trai khác lại cho rằng lý do thực tế nhất là không hòa hợp trong chuyện chăn gối. Trong khi Lâm Vĩ Dạ cho rằng chuyện chăn gối này chiếm 50% hạnh phúc lứa đôi, thì Phạm Quỳnh Anh cũng tỏ ra đồng ý với câu trả lời này. Nhưng đưa ra tỷ lệ còn cao hơn, cô chia sẻ, tôi nghĩ chuyện chăn gối này phải chiếm đến 70-80% hạnh phúc vợ chồng đấy. Tức là ngoại tình, 80% là do chuyện chăn gối không hợp. Nếu hai người sống với nhau mà chuyện chăn gối không hợp thì không khác gì địa ngục cả. Phạm Quỳnh Anh cho rằng chuyện chăn gối quan trọng, chiếm tới 80% hạnh phúc. Chăn gối không hòa hợp sống với nhau chẳng khác gì địa ngục. Vẫn tiếp tục cùng Lâm Vĩ Dạ, Ninh Dương, Lan Ngọc và Hương Giang tranh luận, Phạm Quỳnh Anh chia sẻ thêm, nếu nói phụ nữ cần tìm người chia sẻ thì đúng, vì phụ nữ còn nhiều công việc khác phải lo như cơm áo, gạo tiền, con cái, nhà cửa. Chuyện tìm đến một cô gái khác để chia sẻ chỉ mang tính chất ngắn hạn. Còn khi các anh gặp khó khăn biến cố trong cuộc đời thì chưa chắc người đàn bà đó có thể chia sẻ thay anh bằng vợ. Không phải tự nhiên phụ nữ lại ngoại tình. Một trong những lý do lớn nhất là sự vô tâm của đàn ông. Vô tâm nhiều lần chỉ muốn thêm chứ không muốn bớt. Nữ ca sĩ đưa ra nhiều chia sẻ kinh nghiệm cuộc sống và hôn nhân gia đình khi tham gia chương trình. Quen nhìn Nhã Phương make up nhẹ, đến lúc họa mặt đậm không nhận ra, lột xác thành người khác. Trường Giang cũng phải trụy tim khi biết vợ anh đẹp đến mức này. Bao nhiêu năm trôi qua, Nhã Phương vẫn trung thành với hình ảnh thanh lịch, thuần khiết, mong manh dễ vỡ. Không thể phủ nhận style này rất phù hợp với mỹ nhân sinh năm 1990 và khiến danh hài hàng đầu showbiz Trường Giang mê mệt say đắm tới mức quyết rước về dinh cho bằng được. Tuy nhiên mới đây Ngọc Nữ, thế hệ mới, đã có màn lột xác ấn tượng qua bàn tay của phù thủy make-up trong giới, chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc. Hóa ra nhan sắc Nhã Phương hoàn toàn có thể trở nên ấn tượng, mới mẻ hơn nếu thay đổi layout, chứ không chỉ dừng lại ở mức hiền diệu trong trẻo thường thấy. Ngắm nghía loạt ảnh dưới đây của bà xã, chắc chắn Trường Giang cũng phải sững sờ, xen lẫn tự hào vì có cô vợ đẹp. Chuyên gia trang điểm Phan Minh Lộc họa mặt cho Nhã Phương theo chủ đề bốn mùa, son đỏ giúp gương mặt nữ diễn viên sắc sảo và sáng bừng. Nhã Phương và lần đầu thử nghiệm môi tều trông cũng khá cá tính, với kiểu trang điểm này trông cô đã bớt hiền đôi phần. Mới là tươi trẻ, khoe được hết những đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Nhã Phương và gương mặt hoa cỏ mùa xuân. Lần hiếm hoi Nhã Phương thử nghiệm màu son đỏ chói tại sự kiện. Người đẹp trung thành với style make-up nhẹ nhàng trong vắt. Lý Nhã Kỳ đừng biến thành món ăn giải trí cho khán giả để bị xúc phạm, đùa cợt và chế giễu. Lý Nhã Kỳ cho rằng mỗi nghệ sĩ đến Canet cần lựa chọn trang phục sao cho phù hợp. Vài ngày gần đây, chiếc váy hở bạo của Ngọc Trinh đang là chủ đề hot được cư dân mạng bàn tán. Nữ hoàng nội y gây sốc cho khán giả khi xuất hiện trên thảm đỏ liên hoan phim Canet 2019. Với bộ đầm xuyên thấu mỏng tan, khoe thân triệt để, trang phục của cô mặc như không khiến người nhìn phải nhức mắt vì để lộ trọn vẹn ba vòng. Cư dân mạng quốc tế và Việt Nam chỉ trích đây là những hình ảnh phản cảm làm mất mặt những người mang danh nghệ sĩ. Họ còn phê phán Ngọc Trinh ảnh hưởng xấu đến hình ảnh phụ nữ Việt trong mắt bạn bè quốc tế. Là người nhiều năm tham dự Canet với trang phục được đánh giá cao, Lý Nhã Kỳ là cái tên được nhắc đến để thấy sự chênh lệch lớn của nữ hoàng nội y. Liên hệ với người đẹp về việc cô đã dành nhiều tâm huyết gây dựng hình ảnh tại liên hoan phim danh giá bậc nhất hành tinh, thì có cảm thấy buồn lòng với hình ảnh của đàn em. Lý Nhã Kỳ cho rằng việc đánh đồng mọi người đến Canet là đại diện cho hình ảnh quốc gia thì không đúng lắm.
Câu chuyện của Ngọc Trinh tại Cannes năm nay có ý kiến cho rằng chiếc váy xuyên thấu của nữ hoàng nội y không phải mới lạ tại liên hoan phim này. Liệu hở bào khoe dáng thật nhức mắt tại thảm đỏ danh giá này có phải cách tốt nhất để nghệ sĩ chưa có danh tiếng muốn tạo sức hút không? Lý Nhã Kỳ cho biết. Theo dõi các liên hoan phim nhiều năm sẽ dễ dàng nhận thấy, mỗi nghệ sĩ khi đến Cannes sẽ mặc một bộ đồ theo phong cách khác, đến Oscar sẽ mặc theo phong cách khác. Việc lựa chọn trang phục của các ngôi sao được ban tổ chức mời đến các liên hoan phim rất được chú ý. Mặc đồ gì tùy thuộc vào văn hóa của từng nơi, từng quốc gia. Cannes của nước Pháp chính là đại diện cho văn hóa Pháp. Thảm đỏ Cannes luôn mang đến sự cổ điển, tinh tế, thanh lịch. Mỗi minh tinh, ngôi sao đến Cannes đều cố gắng thể hiện một thông điệp gì đó khi bước lên thảm đỏ, thông qua bộ đồ mình trưng diện. Với lựa chọn trang phục phù hợp ở Cannes cũng là cách để nhận biết đâu là ngôi sao, còn đâu là khán giả đi thảm đỏ. Với hàng nghìn khách mời, khán giả đi mua vé đi thảm đỏ, mục đích đều là khác nhau, nhưng hãy chọn mục đích nào giúp bạn trở nên món ăn tinh thần của khán giả, được khen ngợi. Tất nhiên, điều đó có nghĩa bạn đừng biến mình thành món ăn giải trí cho khán giả để bị xúc phạm, đùa cợt và chế giễu. Viếng mộ cô sáu, một sau việc gặp chuyện linh thiêng ở Côn Đảo, nghe kể mà lạnh người. Vượt đường xa đi viếng anh hùng Võ Thị Sáu, sau năm việc kể chuyện được cô sáu rui rủi. Ngoài những bãi tắm đẹp hoang sơ, bờ cát trắng mịn, bầu không khí trong lành và cảnh vật thiên nhiên nên thơ được ví với thiên đường trên mặt đất, Côn Đảo thuộc tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu còn sở hữu một bề dày lịch sử bi tráng với những khu biệt giam chuồng cọp như địa ngục trần gian. Trên đảo, người dân vẫn truyền nhau câu chuyện linh thiêng về nữ anh hùng Võ Thị Sáu. Cô Sáu được ngưỡng mộ tôn thờ như một biểu tượng tâm linh phi thường. Đông đảo nhân dân từ khắp mọi miền đất nước, trong đó có nhiều sao Việt, từng cất công lặn lội đường xa đến viếng cô Sáu. Nghĩa trang Hàng Dương, nơi chôn cất nữ anh hùng Võ Thị Sáu cùng hàng nghìn chiến sĩ yêu nước đã ngã xuống trên mảnh đất này. Tượng đài và mộ cô Sáu hàng ngày đều được hương khói nghi ngút và cúng kiến trái cây, tiền vàng, vòng hoa bất kể nắng mưa. Dòng người tấp nập ngược xuôi thắp nhang viếng nữ anh hùng. Nhất là đêm rằm và lúc 12 giờ đêm, người ta tin lời cầu nguyện sẽ càng linh ứng. Mới đây, nghệ sĩ Gia Bảo cũng có một cuộc hành trình ngắn đến với Côn Đảo viếng mộ Võ Thị Sáu. Điều đáng nói như một điềm báo kỳ lạ, chuyến đi của nam diễn viên đã xảy ra nhiều chuyện đặc biệt mà khi kể lại chính anh cũng phải giật mình và chỉ có thể giải thích bằng lý do tâm linh. Theo chia sẻ của Gia Bảo, trong lần viếng thăm gần nhất hồi cuối năm 2017, khi được một người bạn mách cách bày mâm lễ khi ra mộ anh hùng Võ Thị Sáu, nam diễn viên từng hứa sẽ dâng lên cô một bộ áo dài trắng may bằng vải thật. Tuy nhiên vì điều kiện không cho phép, trên đảo khan hiếm nên phải đến chuyến đi này, Gia Bảo mới có thể thực hiện lời hứa. Trước khi mua vé đi Côn Đảo, anh đã đặt may một bộ áo dài trắng tại một tiệm thành phố Hồ Chí Minh. Vì vướng lịch quay, suýt trễ máy bay không kịp lấy áo dài, nên nam diễn viên có nguy cơ một lần nữa thất hứa với cô Sáu. Sau khi đến đảo, Gia Bảo một lần nữa quyết tâm lùng tìm nhưng vẫn không có kết quả. Đang trong lúc buồn và áy náy, rui rủi thế nào, anh đã bất ngờ tìm thấy một cửa hàng áo dài ngay trên đường ra mộ. Hoàn thành được lời hứa, Gia Bảo lạnh người phát hiện quá nhiều sự trùng hợp xảy ra. Như có một bàn tay sắp đặt linh thiêng, đầu tiên là chiếc xe của anh bị hết xăng trên đường, đúng đoạn đường có tiệm bán áo dài, cho đến con đường đó mang tên Võ Thị Sáu. Những chuyện kỳ lạ nối tiếp nhau khiến nam diễn viên tin rằng cô Sáu đã soi đường chỉ lối cho anh. Gia Bảo cũng tiết lộ, những bộ áo dài trắng được người dân dâng lên khi đến viếng mộ cô Sáu sau khi thắp hương sẽ được đưa vào bảo tàng và tặng cho các em gái học sinh nghèo đi học. Nhiều sao Việt cũng thường xuyên bay ra Côn Đảo viếng mộ cô Sáu. Người yêu nghi bị bạn thân nựng mất, Diễm My lên mạng cầu xin, đọc mà thương. Bằng chứng rõ ràng thế này, dân mạng đang vô cùng phẫn nộ trước cô bạn thân. Trước mặt thì tỏ ra thân thiết với Diễm My, nhưng lại đâm lén phía sau. Những ngày vừa qua, Diễm My 9X đã phải trải qua khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời. Phải chịu nỗi đau tột cùng khi mẹ cô đột ngột qua đời. Nỗi đau chưa nguôi ngoai, mới đây dân mạng còn khui ra loạt bằng chứng nghi ngờ bạn trai Diễm My qua lại với Johnny Nguyễn. Cụ thể, những hình ảnh mà bạn trai Diễm My và Jolie Nguyễn chia sẻ trên Instagram đều rất trùng nhau về địa điểm, thậm chí trong khách sạn còn cùng là một bộ phim. Dân mạng ồ ạt bình luận thương cảm Diễm My, đồng thời mắng chửi Jolie Nguyễn không ra gì. Trước những nghi vấn này, cách đây ít phút, Diễm My đã đăng bức ảnh của cô cùng bạn trai rất thân mật kèm status: xin Chúa cho nụ cười của chúng con luôn giữ trên môi, dù cuộc sống có nhiều khó khăn thử thách. Và xin Chúa,
hãy sưởi ấm trái tim của chúng con để chúng con tránh xa sự tiêu cực và tội lỗi, cùng soi sáng cho chúng con thêm nhiều sức mạnh để hoàn thành mục đích sống của mỗi người. Amen. Dân mạng đã phát hiện ra bằng chứng đáng ngờ của bạn trai Diễm My và Julie Nguyễn. Các bức ảnh được so sánh có góc chụp giống nhau, được hai người đăng lên, thời gian cũng gần như trùng khớp. Hai bức ảnh được chụp cùng một thời gian và địa điểm, bên cạnh đó phòng khách sạn, tủ TV, bộ phim cũng là một. Nhiều người bày tỏ thương cảm cho Diễm My. Ủa thật đó hả, thương My quá, đẹp người đẹp nít. Nhưng không sao, My sẽ tìm được người xứng đáng hơn, còn má Julie, giờ trước giờ ai lại gì, phút hàng loạt. Những con giáp thứ 13 luôn có một đặc điểm là cầm nhọn hoặc mũi thường nhọn hoắt, nhọn tới mức có khi còn xé toát đôi được bức tường, nhọn tới mức xé nát mảng nhân cách của chính bản thân. Mới đây Diễm My đã đăng ảnh và status mong được Chúa che chở. Thời gian vừa qua Diễm My trải qua nỗi đau mất mẹ, bạn trai là chỗ dựa tinh thần vững chắc mà giờ lại vướng phải chuyện này. Về phần Julie Nguyễn, cuộc chơi khá thân với Diễm My. Hai người có nhiều khoảnh khắc vui vẻ bên nhau. Thực hư chuyện này chưa biết thế nào bởi các nhân vật chính đều chưa chính thức lên tiếng.